Mối tình 48 năm đầy thị phi của Thái tử Charles và bà Camilla tưởng viên mãn nhưng lại có kết cục cay đắng không ngờ. Cuộc tình kéo dài hơn 3 thập kỷ của Thái tử nước Anh Charles và bà Camilla tưởng như đã có cái kết viên mãn với đám cưới vào năm 2005. Thế nhưng sau 13 năm kết hôn, người phụ nữ từng bất chấp để có được tình yêu ấy lại gửi yêu cầu ly hôn cho chồng vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 70 của ông. Nhiều nguồn tin cho biết cuộc hôn nhân thứ hai của Thái tử Charles đã có dấu hiệu rạn nứt chỉ sau 5 năm ông tái hôn. Trước kia, bà Camilla chính là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Thái tử Charles và công nương Diana. Sau khi công nương qua đời 8 năm, Thái tử đã chính thức cưới Camilla sau nhiều năm hẹn hò. Những tưởng cuộc hôn nhân đó là kết quả viên mãn cho một mối tình kéo dài hơn 3 thập kỷ dù gặp nhiều chỉ trích thị phi, thế nhưng không. Theo nhiều nguồn tin, cuộc hôn nhân thứ hai của Thái tử Charles đã có dấu hiệu tan vỡ. Hãy cùng nhìn lại chặng đường 48 năm yêu và kết hôn của Thái tử Charles và bà Camilla. Thái tử Charles gặp cô gái Camilla San lần đầu năm 1970 trong một trận đấu polo. Sau cuộc gặp gỡ đó, họ bắt đầu hẹn hò. Ngài ấy yêu cách mà bà ấy cười bằng cả ánh mắt và khuôn miệng, cả cách mà bà ấy cười đùa như ngài ấy khi chứng kiến những sự việc ngốc nghếch nữa. Thợ nhiếp ảnh hoàng gia Penizuno hồi tưởng lại trong cuốn The Duchess, The Untold Story. Tuy nhiên, khi Thái tử Charles tham gia lực lượng hải quân hoàng gia năm 1971, chuyện tình của họ trở nên khá căng thẳng, dẫn đến kết cục là chia tay. Đến tháng 7, 1973, bà Camilla kết hôn với ông Andrew Parker Bowles. Năm 1977, Thái tử Charles gặp gỡ cô gái Diana Spencer xinh đẹp, xuất thân từ một trong những gia đình danh tiếng lâu đời nhất nước Anh. Đến ngày 6 tháng 2, 1981, Thái tử Charles ngỏ lời cầu hôn Diana và họ đã có đám cưới thế kỷ vào ngày 29 tháng 7, 1981. Tuy nhiên, trong chuyến trăng mật kéo dài 14 ngày, công nương Diana đã phát hiện ra chồng vẫn còn nhớ đến người cũ. Năm 1986, Thái tử Charles và bà Camilla nối lại tình cũ dù cả hai đều đã có gia đình. Năm 1992, báo chí Anh tiết lộ một số đoạn băng ghi âm các cuộc trò chuyện tình cảm qua điện thoại giữa Thái tử Charles và người tình. Hoàng gia Anh chính thức thừa nhận sự rạn vỡ trong cuộc hôn nhân giữa Thái tử và vợ. Tháng 12, 1986, Thái tử Charles và vợ tuyên bố ly thân. Năm 1999, sau 3 năm ly hôn và 2 năm sau khi công nương Diana qua đời vì tai nạn giao thông, Thái tử Charles và bà Camilla công khai trở thành một cặp trước công chúng. Đây là bức ảnh chụp cả hai bên ngoài khách sạn Ritz ở London, nơi Thái tử Charles tổ chức bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi cho em gái của bà Camilla. Một năm sau, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, tế nhị thừa nhận mối quan hệ của họ khi mời bà Camilla tới ăn trưa cùng gia đình. Năm 2005, cặp đôi chính thức làm đám cưới sau nhiều năm hẹn hò, mặc dù có rất nhiều lời đồn, thị phi về mối quan hệ này. Trong đám cưới, hoàng tử William làm phù rể, khách mời bao gồm bạn bè thân thiết, gia đình hoàng gia, trong đó có cả chồng cũ của bà Camilla và vợ mới. Cặp đôi đã từng rất hạnh phúc bên nhau, họ luôn tỏ ra vui vẻ, sôi nổi khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Cuộc hôn nhân giữa Thái tử Charles và bà Camilla có thể nói là viên mãn khi họ thường xuyên xuất hiện tay trong tay tại các sự kiện quan trọng của hoàng gia và quốc tế. Hồi đầu tháng 7, 2018, giới nhiếp ảnh đã chụp được khoảnh khắc cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc trong buổi khai trương The Strand Hotel ở Wales. Giới truyền thông từng đánh giá họ là cặp đôi hợp nhau trên mọi phương diện. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 9, trang tin New Idea đã đăng tải thông tin gây sốc dư luận và khiến hoàng gia Anh chao đảo. Thái tử Charles đã đuổi bà Camilla ra khỏi nhà trong tâm trạng rất tức giận. Hồi đầu tháng 9, 2018, trong buổi lễ tại nhà thờ, Thái tử Charles đã xuất hiện một mình. Đây là sự kiện thường niên được bà Camilla rất yêu thích và luôn tham dự. Vì vậy, sự vắng mặt bất thường của bà đã làm dấy lên nghi ngờ cặp đôi hoàng gia đang gặp trục trặc. Theo trang Express, ngày 12 tháng 9, Thái tử Charles đã tham dự lễ khánh thành trung tâm khám phá cảnh quan quốc gia The Shield một mình mà không có sự xuất hiện của vợ. Theo trang New Idea, nguyên nhân rạn nứt của cuộc hôn nhân giữa Thái tử Charles và bà Camilla xuất phát từ việc bà có hành vi
ngày càng mất kiểm soát, thất thường khiến thái tử Charles tức giận. Theo đó, bà Camilla liên tục can thiệp vào đám cưới của công chúa Eugenie, người cháu thứ 6 của nữ hoàng Anh. Ba mẹ chồng Camilla cũng được cho là luôn tìm cách khiến hai nàng dâu Kate và Meghan mâu thuẫn với nhau. Ngoài ra, bà cũng gây xích mích với một số thành viên trong gia đình nhà chồng. Ban đầu, thái tử Charles chỉ cố tình lờ đi coi như không biết, nhưng hành động của bà Camilla ngày càng quá quắt khiến ông ấy không thể chịu đựng được nữa. Hiện tại, họ chỉ liên lạc với nhau qua người khác, một nguồn tin hoàng gia cho hay. Hiện tại, bà Camilla đã rời khỏi cung điện và đang sống ở căn nhà riêng của mình tại Rayview. Trong lễ sinh nhật lần thứ 70 của thái tử Charles hồi tháng 5, bà Camilla bất ngờ gửi yêu cầu ly hôn cho chồng, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm nay. Theo tờ Globe, người vợ thứ hai của thái tử nước Anh đang thúc giục ly hôn nhanh chóng và khiến cung điện Anh quay cuồng. Bà yêu cầu một khoản phí 400 triệu USD sau ly hôn để giữ im lặng về các bí mật đen tối về hoàng gia. Hiện tại, cung điện hoàng gia chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào hay xác nhận nào về thông tin này. Bà Camilla thúc giục ly hôn thái tử Charles đòi 400 triệu USD để giữ bí mật hoàng gia. Theo tờ Globe, bà Camilla đã thúc giục được ly hôn nhanh chóng và khiến cung điện Anh đảo lộn. Nguồn tin tiết lộ rằng bà Camilla đã biết đủ mọi bí mật đen tối của hoàng gia Anh và đe dọa sẽ tiết lộ tất cả. Hiện giờ, người phụ nữ này cũng thừa tức giận để làm điều đó. Nữ công tước xứ Cornwall, 71 tuổi, đang yêu cầu một khoản phí 400 triệu USD để đổi lấy sự im lặng về những bí mật đen tối của hoàng gia. Theo trang New Idea, bà Camilla đã làm ăn thua lỗ trong thời gian qua. Bà đã mua một căn nhà lớn tại Rayview với đội ngũ nhân viên đông đảo. Những việc đầu tư kinh doanh của bà ngày càng thua lỗ, không đủ tiền để trang trải chi phí. Và đó có lẽ là nguyên nhân chính khiến bà yêu cầu khoản phí ly hôn khổng lồ như vậy. Tình cảm nhạt phai và sức ép tiền bạc đã khiến vợ chồng thái tử Charles rạn nứt nghiêm trọng và sống ly thân trong một thời gian. Theo Globe, hiện nay bà Camilla đang hối thúc việc ly hôn để nhanh chóng sở hữu khoản tiền lớn nhằm chi trả cho công việc làm ăn thua lỗ cùng những cuộc chơi, tiệc tùng xa hoa trước đó. Hiện tại, hoàng gia Anh vẫn chưa lên tiếng về thông tin liên quan đến việc tiến hành thủ tục ly hôn giữa thái tử Charles và bà Camilla. Tuy nhiên, gần đây người ta không thấy cặp đôi xuất hiện cùng nhau. Trong sự kiện đám cưới của công chúa Eugenie hôm 12 tháng 10, bà Camilla cũng không xuất hiện, khiến dư luận nghi ngờ về sự rạn nứt thực sự trong cuộc hôn nhân hoàng gia này.